Có người bảo xác suất để được sinh ra trên đời là 1/400.000 tỷ. Nên tôi chính là kết quả của một phép màu nhiệm đang sống và đang ở. Mỗi giây phút tôi có được trên đời đều là món quà quý giá. Tôi sẽ không để nó trôi qua vô nghĩa. Mỗi ngày trôi qua, miễn là vẫn còn sống, tôi sẽ trở nên tốt hơn bản thân của ngày hôm qua. Khi cuộc sống khó khăn, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để vượt qua. Tôi không tìm lý do để thoái thác. Tôi đương đầu với những thử thách và chinh phục chúng. Tôi từ chối trở thành người ở mức trung bình. Bằng mọi giá tôi sẽ vươn lên. Niềm tin tôi đặt vào bản thân mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì.